Đã lên, tại ai biết tôi là YouTuber mà hỏi OCN nữa, tôi giác tùm lum hết trơn nè các bạn ơi. Tại ai sách dép luôn, bỏ chân không kim, luôn. Kim sách dép luôn. Sách dép cho cameraman. Phật YouTuber bây giờ là vừa là đeo ba lô, vừa cổng đồ, vừa sách dép. Đây, mình đang ở đỉnh Bạch Mã nha. Cái điện thoại quay chủ lực của mình á, hôm qua tắm biển rớt nước rồi, rớt biển rồi. Quay điện thoại này giờ quay sẽ là giật dưới rồi. Cái trống rung nó bị giật á. Rồi, lên đỉnh. Đây, cái thầy tí thì là đem cát. Từ ngay chỗ đó lên. À, lên 800m nữa là sẽ tới đỉnh các bạn cái đài vọng cảnh nha. Hải vọng đài. Hải vọng đài. Kia hải vọng đài hí. Đó đường lên nè. Nói chung là bằng bê tông. Nó làm gì chưa lên? Lấy gì đó. Đây có biệt thự. Quay nữ phượt thủ. Dữ dằn luôn á. Nữ phượt thủ. Này là dữ dằn luôn á. Lên gần xuống biển. Đeo nữ phượt thủ này là người made in Việt Nam. Mà đội nón made in USA, China. Đeo ba lô made in Singapore. Mang đôi giày mắt in Chợ Lớn. Cười gì em? Hồi nó đi hát nổi nè. Cái chân nè. Này đi chân không ngon hơn. Nè mang dép anh đi. Thôi. Trời lạnh ghê vậy. Ừ. Núi mà không khí rất là lạnh nha. Rồi quay nữ vượt thủ nè, giờ xách giày. Đây. Nữ vượt thủ chưa gì bỏ giày luôn rồi, chạy mất đôi giày luôn rồi. Bây giờ mình đảo cam lên cái rồi. Đó, bây giờ mình đang leo lên đỉnh nha các bạn. 800m nữa. Đỉnh Bạch Mã. Thì đang ở Bạch Mã nó leo lên đỉnh. Nói lên đỉnh người ta hiểu nhầm. Tưởng đâu mình đang lên đỉnh. Nhưng mà lên đỉnh núi Bạch Mã nha. Đó, hai bên, một bên là núi, một bên là vực sâu. Đi đường rừng buổi sáng. Giờ là 8 giờ mấy sáng mà không khí nó mát mát, nó lạnh lạnh ha. Nói chung là rất là dễ chịu. Quay lại nữ phượt thủ coi. Đâu mất tiêu rồi, quay chỗ nào? Dê 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 gặp ngựa đúng bài vậy. Đi cho chân có chân. Đi thục lộn lộn hồi xuống cái hố luôn. Thôi. Đâu rồi, 2000 cúc độ đâu rồi. Đây những cái căn biệt thự. Biệt thự bổ quan luôn nè. Là mới xây á cha nội ơi. Căn này là mới. Này mới hả? Ừ. Đây. Cái điện thoại bị hư, quen thoại này nó giật giật kỳ quá. Đâu căn nhà này là mới xây nhưng mà chưa có ở. Hả? Mà giống như bồng gỗ. À. Đâu rồi, hai phượt nhí đâu rồi? Đây, hai anh em mình cùng leo núi, nào mình cùng lên đỉnh.
cái cam sao á, nó bị tưng tưng này. Mua điện thoại cù bắp có mấy trăm ngàn. Cái điện thoại chiến lược thì đi tắm biển hôm qua. Cái quay ở trước nè. Ra biển tắm thấy mấy người bận bikini hấp dẫn quá, quay xong lo quay nước biển vô hư mẹ điện thoại. Bị vợ quýnh quá. Vợ quýnh quá tại nhận nước luôn. Tối về con bệnh luôn. Ngộ độc hào. Ngộ độc hào. Ngộ độc cháo hào. Do ăn cháo hào, hào nướng, ăn hào nhiều quá. Sáng nay cho leo núi cho ra mồ hôi. Ok. Đứng dừng chân tí xíu. Hai bộ thượng nhí mất tiêu rồi. Đâu mất tiêu rồi, không vô khung ảnh gì em. Em chủ lực là vai chánh của khung ảnh của anh mà. Làm. Đẹp phải không? Đẹp lắm. Em đẹp quay mà. Ăn trước kìa, đưa cái tay ăn trước kìa, không rồi đưa ngang vậy. Đưa ngang vậy sao thấy. Mình tiếp thôi. Lấy gì mấy con? Lấy gì Huy? Lấy gì ạ? Bánh mang dài mà không? Rồi, đến đây mang dài nổi. Với lại đi sẵn kiếm, sẵn coi cửa khóa chưa? Ờ. Rồi sao không rồi sao? Huy ăn lấy điện thoại chụp hình hả? Có không? Điện thoại không cập. Tại ai lên đó là điện thoại với An là chủ lực đó. Tại vì sao không? Điện thoại nó zoom á, là thấy toàn cảnh quế luôn á, mới zoom được. Mấy điện thoại gì đâu làm được. Quay qua đây nè. Cầm cái tay bên kia không được hả? Tay tay trái. Ừ. Đó. Hay gì bây giờ đại mình đi này có vẻ chiêu hơn phải không? Môi trường hơn. Môi trường. Rồi, đợt sau mình đi đường này luôn. Mình lên đây mình cắm trại ở đây, mình mua tour cắm trại ở đây. Mình biết đường đi rồi, thấy cũng dễ mà. Nè, đi lên đường nè. Đi lên chi? Lên địa đạo đó, đây có một cái đường địa đạo đó nha. Ở đây có địa đạo nữa. Ờ, chui địa đạo được luôn á. Có người chui rồi, khám phá rồi. Có nhân gà với lóc thôi chứ có ai. Gì? Hoàng Nam nữa hả? Hoàng Nam Interman. Rồi đây sẽ có nghĩa Bến Tre đem laptop vô cài. Hả? Mốt đặt tên đôi dép giống mấy An ơi. Nói giờ đi chân không nè, thấy không? Khỏe rồi. Mang dài, mang dép gì, mang dài chi. Giờ đi chân không luôn nè. Nói chung là lần đầu tiên mình trải nghiệm vườn quốc gia nha các bạn. Mà vườn quốc gia này thì Bạch Mã ở trên núi, núi Bạch Mã. Đây là một cái dãy núi, ngọn núi này là nằm ở cuối dãy Trường Sơn Bắc. Nơi đây thì còn lưu giữ nhiều bảo tồn, nhiều loại thực vật, động vật quý hiếm nha. Nè, cái địa đạo nè. Gì ở trong đó? Đây, đi vô đi, khám phá đi. Hai anh em vô trong cái hang khám phá. Nè, có này nè. Đâu? Ba cái đồ tách kia nè. Nè bé An. Mấy con bay làm như nãy luôn. Ui. Gì vậy? Con gì trong đó? Dơi, dơi, dơi. Dơi. Đây nè. Dơi. Địa đảo. Không có để, không đi đâu á, nhưng mà nó con dơi. Mẹ bà kiểu như đẩy ra. Vậy chạy tài ơi, mấy đứa con này không có đi khám phá được rồi. Đi đâu? Cái gì? Rồi, tiếp tục. Tí lên. Gì? Giờ lên đây. Đi lên tới đỉnh trước đi. Nè. Địa đạo Bạch Mã đâu đây nè. Đây nè, đi đảo nè. Sao lên đây hôi mùi xăng quá vậy? Hả? Hôi mùi xăng quá vậy? Đầu lên đây không mùi sao không mùi gì. Cửa số 2, cửa số 1 nè. Cửa bị sập nè. Như vậy đi lòn vô đây nè. Đây nè, địa đạo nè. Mới là địa đạo nè. Đây nè các bạn, đây là một cái địa đạo nè. Mình vô trải nghiệm chút xíu đi. Nè. Để coi nè. Địa đạo Bạch Mã. Ly di tích lịch sử cách mạng quốc gia. Do quân giải phóng Trung đoàn 6, tiểu đoàn 2, tỉnh đội Thừa Thiên Huế xây dựng. Tháng 10 năm 1973,
Ở đây sao nghe hồi mùi xăng phải không? Mùi giống mùi cà phê với mùi xăng nấu đây. Rồi vô. Đi với em. Mình trải nghiệm cái địa đạo này coi. Không có dê không nha. Có gì người không? Dê, dê. Không mà. Có con dê. Thịt đại đi. Ôi, vô hay mình dê, biết quá. Mới các bạn, địa đạo nè, nhưng mà do mình đi với con mình nha. Mình không có xuống nha. Chị nói gì? Nói gì? Cái gì đèn pin? Đi. Bị vô thử không ơi? Đi không? Vô thử đi. Để chụp vlog lát cái. Nè vô cầm cái Google nè. Vô đây chơi. Tải nghiệm. Mở lên, mở lên. Rồi. Rồi quay rồi đó. Đi đi ba lên đầu khi ba đón. Thôi đâu có đi vậy. Đâu mở. Vô đi. Không có gì đâu, người vô rồi. Cái hơi ẩm á. Bây giờ thì mình bự xác quá, mình không vô đi đạo luôn nha các bạn. Hai đứa con mình nó vô nó khám phá. Rồi sao đi ra rồi? Sao đi ra rồi? Dơi. Có dơi. Dơi nhiều lắm phải không? Có dơi nhiều lắm. Nghe tiếng nó mấy vô cả bài hù rỗng luôn. Ừ. Lạnh lắm. Đi đạo mà. Rồi tiếp tục hành trình. Trải nghiệm đi chút xíu đi. Đâu có quay không? Không có quay nhưng mà có ảnh. Tại vì máy này đâu có bật flash lúc quay được. Đó. Cho trải nghiệm. Tiếp tục hành trình nha các bạn. Đây. Nói chung là gia đình mình á là khoái những cái tour như vậy nè các bạn. Đi xuyên rừng xuyên núi vậy nè. Mà mới đi chơi gì cười ơi, cười tới ơi. Trời ơi, hê 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 rồi. Nó lạnh mà có mấy con nữa. Sao cảm nhận sao hai quay hai phụ thủ này coi. Cảm nhận sao? Ghê hả? Ghê. Ghê hả? Hay sợ phải không? Ghê thôi. Thì nói chung là thằng hang ẩm mà có dê rất là nhiều. Cái này phải có một chút xíu cái máu phiêu lưu mạo hiểm mới dám vô. Không tại ngày vũ quốc gia mình không dám động tĩnh gì hết. Không có. Quan trọng là cái gì quốc gia mà không có dám đá động nữa. Gần tới rồi, đây nè, lên đây nè, ra chỗ này nè. Ngay địa đạo mà ra chỗ này nè. Đâu leo lên đi. Đó. Này chỉ như cái chỗ hầm vậy. À cái hầm trú ẩn. Hầm trú mưa. Lên này luôn, lên dốc này luôn coi. Khám phá trải nghiệm. Lên đó cũng đi đường kia lên nè, không đi đường này đi, đường dễ cho đi đi. Khó quá cho qua. Đi xuống. Đó đi đâu? Mày biết là thử mày biết. Đi qua bên kia đi bộ á. À. Thôi lên đỉnh trước đi. Mẹ mày nôn lên đỉnh rồi. Mới sáng sớm muốn lên đỉnh rồi. Lạnh lạnh nha. Cái gì vậy? Con bọ cây hả? Đâu? Bọ gậy. Bự không? Đây, hệ sinh thái còn hoang sơ. Chụp cây chụp lấy à, hoa là cái nhánh cây thôi. Bọ, nó đang bọ đó, để cây chọc thử. Bọ gậy nè, nó đang bọ đó. Không quay vậy sao quay ấy. Nó nằm ở đây nè. Đây nè. Đây nè, qua đây nè, chụp qua nè. Nhìn xíu. Sao nó như có trụ cái đứng nó vậy, không như ta dán lên. Thì bỏ gãy mà. Bên đây nè, chụp qua mấy cái nè. Thôi chừng nghe coi. Rồi đi. Tiếp đi. Lên đỉnh đi, sáng sớm nhìn ngắm cảnh mới đẹp. Rồi chút trải nghiệm thác, mặc sức đi bộ. Nãy giờ đi cũng được 80 mét rồi đó. Còn chừng 200 mét nữa. Dài 200 cây nữa. Tự nhiên đi đường rừng thấy Phật thủ nữ mình đẹp quá ta. Quay nhìn thấy coi. Gì vậy? Gì hứa là tại tao tưởng là dượng không mà mấy thằng bay làm tao. Hai thằng bay còn hơn dượng người hả bay? Một hơn là dượng người, giờ dượng nữa. Gì hứa. Nói chung gia đình mình đi là được một cái là gì các bạn? Là khoái như vậy nè. Cho nên là rất là vui vẻ.
Còn những cái chỗ mà ồn ào náo nhiệt á, cảm giác là mình không có thích hợp nha. Nó đi tết kia nó đi tết kia nó đi vô nó xuống mấy cái thác á, chút có đường dẫn á, có băng đồ sắp đồ thấy không? Qua nè, hôm nay nè, tới lên xuống bãi đậu xe đi. Đây nè, quay trong bản đồ trong ốm nè nè. Có à? Có. Ừ, nãy bà kêu đem theo mà. Trong cái ngăn ngoài á. Tự quên đem. Rồi. Rồi xuống dốc. Đi này xong rồi đi thiên đường là mới chiêu. Tại đi là quen luôn á. Này tới tới 800 mét phải không? Đoạn thiên đường là vô cũng gần cây số á. Nè. Mang đi. Cảm nhận chân không. Đi đâu quay? Có đường lên núi. Thôi. Xíu lên, đi gì cũng thôi thôi mà. Đi hồi ngay chỗ mà máy bay chỗ mà bãi trực thăng gì đó. Chút xuống lấy đôi giày của ba mang, đôi giày lưỡi tao có mang đi là ngon lành, hãy quên. Đi chân không gì nổi. Ba mẹ á, đi cho lủng giò. Hồi anh lấy đôi giày về anh. Ừ, đôi giày lười của anh á mang. Vậy ba ta. Mình Quy mang đôi giày của ông Bảy cho cũng cũng đau giò. Đau không Quy? À, bó rồi. Ừ, đau, bó thì nó đau. Đi đi vòng đỡ, phải đi vòng trong phố này kia được, còn đi ấy dạ. Chị cái này thì xài đôi giày kia con. Ôi gán, gán đi đi, thầy sư phụ đi ông bao nhiêu năm xíu mà, ông già. Mà đường lạnh nữa, còn sư phụ đi ngoài đường nóng, đường nhựa còn gì mà đi đi. Bình thường đi. Hy vọng là mình ra tới Hà Tĩnh mình sẽ gặp sư phụ Phước Đông nha. Điện đất. Người ta quay á một chút, người ta quay lại đằng xa đi. Không quay mình nói lại đi, đi đi. Có quay bốn, quay cam á, quay cam sao á. Đi, mình cứ đi đi. Sau khi đi một hồi thì mình mất đôi dép luôn các bạn ơi. Đã bị chiếm đoạt rồi kìa. Bị phượt thủ nữ chiếm đoạt đôi dép mình rồi. Do là chuẩn bị đồ đi check-in mà chuẩn bị không đúng đồ. Đi mang dài bè bích đồ. Bởi vậy thua. Đi người ta đeo ba lô, người ta đeo nước, đeo đồ ăn đồ á. Mình đi vậy mà mình còn la. Đây anh đeo cho. Thôi được anh. À đi cảm giác là mắt lạnh chân luôn các bạn. Cái đường xi măng á, đường bê tông á mà buổi sáng nè. Mắt lạnh luôn á. Thấy chưa? Sao mình lại xuống chứ sao? Thì có cái dốc, cảm giác dốc đi xuống. Ủa, nãy đi hồi đi xuống hay gì vậy? Đó, các bạn nghe tiếng rừng núi chim kêu vượn hú á. Ui dạ, trời xem chút dập rồi. Chim kêu vượn hú. Em cầm quay anh uống miếng nước đây. Thấy gì cũng mệt nha. Rồi đi đi. Cho mình uống miếng nước các bạn ơi, chắc nước quá rồi. Có đập gai rồi đập gai mẹ nó rồi đập gai hả? Ừ lỡ ra anh cầm cho đi mà bỏ chân không á là bạn đập gai nha. Kêu bé An tinh mắt nó mở nó ấy giùm thấy không, một phật thủ nữ mình đã gặp sự cố mà đập gai nha. Hai thằng phật thủ nhí mất tiêu rồi. Nó đi băng rừng luôn gì đây. Gia đình mình đi kiểu này rất là thích các bạn. Nói chung là hoang sơ
thiên nhiên hoang dã, chim kêu dựng hú. Rồi đi tốc độ nhanh đi con ơi, tụi con ơi. Quý lên đỉnh đi, lẹ đi. Dây vô tới chiều luôn à. Quý lẹ. Còn nhiều chỗ lắm á. Đi không kịp, đi mấy cái thác ơi. Tám trăm mét mà sao xa quá ta, bằng đầu lộ vô nhà mình cái gì, phải không? Cái gì? Đầu lộ vô nhà mình mới còn 80 mét à. Bậy, đầu ngoài đường lớn á, quốc lộ á, vô nhà mình 700 mét. Tới nè. Nói quá nói. Sau mấy giờ đồng hồ leo bộ. Ở trên đây có điện. Có điện hết mà, có điện nhưng mà ban đêm thì người ta tắt, người ta không cho sử dụng điện. Để tới chưa? Tới chưa? Không biết. Thở quá, mệt quá. Trời lạnh mà thở quá trời lở rồi tới rồi đó. Rồi quay cam kéo. Cầm cho nó giùm anh. Ok cái. Mất sóng. Ở đây là không có sóng gió gì hết các bạn ơi. Bỏ chân không luôn, đi luôn. Cẩn thận là chuyện đập gai. Đây lên đâu? Chưa tới nữa. Nè coi coi. Đây, bây giờ là mình đang ở Hải Vọng Đài. Hải Vọng Đài sao mà Phật Thủ. Phật Thủ này yếu quá, bị sự cố giữa đường. Mày chở vật liệu xây dựng thêm cái gì anh? Đây những bác công nhân chở đồ lên để cải tạo thêm. Anh đang cởi xuống đi. Từ từ, đâu gấp gáp vậy? Sân khấu gì? Dạ. Sân khấu phóng trại gì? Kìa chưa? Kìa chưa? Tết da luôn. Rồi. Tết da luôn. Cái này nặng lên, anh đẩy lên thì dễ, anh dùng cách này. Anh đã phủ lên. Khách chắc dơ cho lên. Rồi đi lên. Lên cái gì gọi là gì? Hải Vọng Đài. Ở đây tháp chuông mà. Ở đây Hải Vọng Đài lên nè. Nè tháp chuông. Qua đây là tháp chuông. Ủa tối đây mình tổ chức ra gì vậy? À tìm rồi. Đó có tìm đây luôn. Nãy biết sách theo cái trại đây ngủ chung. Có trại luôn. Đây. Chuông. Chuông gì đây để mình coi coi, coi thông tin coi.
đâu, non thiên bạch mã đó. Ồ, đứng đây nhìn toàn cảnh luôn nè, quá đẹp luôn nè. Cái đường đó đã mình lên phải không? Đó, đường đi đó, cái đường mình lên nè các bạn, để mình zoom các bạn xem nha. 2 km bự quá, đó đường lên đó. Ủa team mình ở đâu? Dạ. Team mình ở đâu? Dạ, team ở Đà Nẵng vô. Đà Nẵng vô em. Ủa dưới lại gì quý? Biển hay gì? Nhà đó. Bên kia kìa. Xa xa là biển. Biển phải không? Đi lên luôn, lên Hải Vân Đài. Đầm, đầm Lập An, đầm Lập An. Đầm Lập An. Để lên trên đỉnh có cái hướng đó, nó chỉ mình coi mình biết. Rồi bây giờ lên thêm mấy bậc thang nữa là tới Hải Vân Đài nha các bạn. Đó là chơi team building. Chiều nay có team chơi, ở đây mình sinh hoạt chung luôn. Đây Hải Vân Đài. Hai chú bạch mã biểu tượng của núi Bạch Mã nha. Bên trong là Hải Vân Đài đang sửa chữa gì á. Đang sửa chữa. Vô được không anh? Vô đi đại ha. Đi được. Dạ. Này là xây thêm á anh. Xây thêm cái gì? Dạ. Không vô đi bình thường. Đó, nói chuyện nghe vọng vọng luôn. Điện thoại của ai? Đây. Này nhìn thấy đâu ta? Đó là cái gì đó? Tên kia kìa, lên cao đó kìa, còn tính ở trên đó mà, tầng trên đó mà. Nè, lên đây nè, lên tầng trên đó nè. Mát lạnh luôn. Mình lên tầng trên nha, chỗ này thì mấy anh đang xây dựng thêm. Lúc nãy thấy có mấy xe mà chở vật liệu các bạn, xây dựng thêm nha. Đây, đi lên Hải Vân Đài. Cấm trèo ra mái nhà. Đây, Hải Vân Đài. Đứng đây là nhìn toàn cảnh, nhưng mà hôm nay người ta đang sửa chữa, người ta cạo voi ra nè, cho nên là đây là các bạn. Cái góc này mình sẽ nhìn thấy toàn cảnh này ở đâu ta? Không có băng đồ là không biết rồi. Thừa Thiên Huế nè. Zoom lên đây. Này cái đầm nè. Cái đầm Lộc An quá. Rồi nhìn thấy bên trên Đà Nẵng nữa. Đà Nẵng chỗ nào với em? Đây nè các bạn, mình đang ở trong Hải Vọng Cát nha. Sẽ có những cái ô cửa sổ vậy nè các bạn. Thì mỗi một ô vậy nè, mình sẽ nhìn về nhiều hướng khác nhau các bạn nha. Ở hướng này nè, là mình sẽ nhìn về hướng thành phố Huế nha. Trước mặt mình là hồ Trùi nè các bạn. Hồ Trùi có trong cái hồ này thì có một cái chùa là chùa Thiền Viện Bạch Mã nha các bạn. Trúc Lâm Bạch Mã phải không? Ừ. Này mình zoom nè các bạn xem nè, hồ Trùi nè. Đó, cái hồ đó các bạn, hồ Trùi các bạn nha. Phía xa xa là thành phố Huế đó các bạn. Mình quay lại mình zoom lại nó hơi khó nhìn tí xíu. Nó xa xa thành phố Huế các bạn.
hồ trồi. Còn qua hướng bên ô bên đây thì mình sẽ thấy được cái đầm, đầm cầu hai nha các bạn. Đây cái đầm này đây, đầm lớn. Đầm lớn. Nhìn trên cao nhìn xuống thì nước, thấy mặt nước rất là, do là qua cái thằng mây á, mình thấy mặt nước đó là có sương khói mây nha các bạn. Phía dưới là một thị trấn nha. Cái con đường đèo nãy mình lên á, con đường đèo nãy mình lên á các bạn, quanh co uốn lượn á, ha, theo cái sóng lưng á, giống như là con ngựa nằm đi đó, người ta gọi là bạch mã đó các bạn, núi bạch mã. Còn khi mình qua bên đây là nguyên một cái dãy Trường Sơn nè các bạn, dãy núi Trường Sơn nè, trùng trùng đẹp đẹp nha. Qua cái ô bên đây nữa thì mình sẽ thấy là núi Bà Nà Hiêu nè các bạn, Đà Nẵng nè, nhìn rất là xa, để mình zoom nè các bạn xem nha. Đây nè, hướng trực diện mình nè các bạn. Nó rất là xa luôn các bạn. Đó, đó đó. Là có những cái lâu đài nhà đó các bạn. Là Bà Nà Hiêu á, Đà Nẵng. Rồi. Tiếp tục mình sẽ hành trình di chuyển xuống những cái thác các bạn, thác Đổ Quyên, thác Ngũ Hồ nha. Cho vợ con mình nó thích chụp ảnh, cho chụp ảnh xong rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển nha các bạn nha. Ở đây thì hiện nay đang xây dựng thêm những hạng mục. Cảnh đẹp như tranh các bạn ơi. Đây zoom lên. Phía xa xa là Vịnh Lăng Cô đó các bạn. Nó Vịnh Lăng Cô á. Dưới đây là núi Phùng Vĩ, trùng trùng đẹp đẹp, nhìn như bức tranh luôn các bạn. Bên đây đầm cầu hai nè, qua bên cái góc bên đây. Đây đầm cầu hai, bên kia là thành phố Huế, xa xa là thành phố Huế. Bà Nà Hiêu này hướng này phải không? Đúng rồi, nó Bà Nà đó. Còn giải này giải gì? Giải này giải Trường Sơn đi ra. Núi non trùng đẹp đó các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục di chuyển xuống nha các bạn. Gỡ cái bản đồ ra đi, giờ sử dụng bản đồ luôn nè. Anh coi đi tới đâu nè. Nè cắm đi đi. Cắm đi rồi hết đi. Vậy cắm gì? Gì con nói gì con? Giữ cho nước ở đây, tí nó có chỗ nào hứng nước thì lấy. Còn ba chai. Còn ba chai nước. Đây 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 đây. Lấy lên xe còn. Rồi di chuyển xuống các bạn ơi, xuống cái bậc thang. Đã lên, tại ai biết tôi là YouTuber mà không oxy nữa, tôi giác tùm lum hết trơn nè các bạn ơi. Tại ai sách dép luôn, bỏ chân không kim, luôn kim sách dép luôn, sách dép cho cameraman phật YouTuber mà giờ là vừa là đeo ba lô, vừa cổng đồ, vừa sách dép. Đổ Quyên nè em. Đổ Quyên qua chuông gì nè. Ủa vô nữa bạn. Hết rồi con. Hết rồi, đi ra bạn ơi. Xuống gì cái vườn lan vậy, đi một cây số mấy nữa xuống dưới chỗ mình ra trồng lan. Thôi, giờ đi. Bây giờ đi ra nè.
đi ra mấy cái thác nha các bạn nha, trở lại đường cũ. Rút dài mang mới được, bao chân rồi nha, phải đi về mới thấy thương thầy Minh Tuệ, thương sư Phước Đông. Đi ngoài lộ nắng quá trời, còn đường này thì lạnh ngắt luôn. Đây có một đoàn đang đi lên nè các bạn, đoàn 2 người, 3 người, 4 người. Trong kia là người ta, trong kia là chỗ trồng hoa lan. Ừ, đi vô một cây số rưỡi nữa, à, chỗ trồng lan, hoa lan. Hôm nay là gia đình mình là đúng ý luôn, là khám phá đường rừng hoang sơ hoang dã rất là ok nha các bạn. Nói chung là quá đẹp luôn, không biết gì để nói luôn, không gì từ gì để diễn tả được, là một cái là quá đẹp. Rồi bây giờ thì mình ngồi ở ngay chỗ khu biệt thự này. Biệt thự gì em? Dạ. Này là biệt thự gì? Hả? Morin. Biệt thự Morin, uống cà phê cho nước đá đi. Nó uống có đá nữa, thôi khỏi đi, nó làm sẵn. Ừ, được rồi, ở đây ít đá lắm. Đây ngồi giải trí thôi. Hai con bò đây, ai ấy chụp. Quay cũng rảnh đâu, đi nghe thấy chụp thôi. Mình ngồi đây mình uống cà phê nha, thưởng thức hương vị núi rừng tí xíu rồi mình đi tiếp. Chút hỏi con bé xuống đó chỗ nào nào hỏi nữa. Nãy đó, nay là có một đoàn team building lên Đà Nẵng lên nha các bạn. Hồi nãy mình gặp cái tên nghe lại bắt chị hỏi xe này lên được hay vậy, hỏi sao lên hay vậy, nãy có độ để vô mà lên được ghê vậy. Cái độ mà nó máy gìn, nó máy gìn cái ghìm 1-2 lên thôi. Nói gì chị hỏi là sao xe mình lên được không nào mà nó không nào anh hai không nào nổi đâu bên kia bên đòn á. Rồi xe thay độ mà nói vậy. Nó có một đoàn team building đang đi ra các bạn, rất là đông luôn. Bây giờ là đông rồi nè, 10 giờ mấy trưa rồi, đông luôn các bạn. Bắt đầu mọi người lên đông rồi đó.